Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hiểu Linh quay trở về tập đoàn đã là gần 2 giờ chiều. Lúc này thì bụng của cô đã đánh trống, kêu đói. Nhưng vì công việc vẫn quan trọng hơn, thế nên cô đi vào trong phòng trang điểm chuẩn bị cho buổi chụp ảnh của mình. Vừa ngồi vào trong bàn trang điểm thì Du Cầm đã từ xa vội vàng đi tới, nắm tay của cô, kéo cô ra một góc khuất. Trình Tổng muốn gặp em đấy. Chị nghĩ là vì chuyện sáng nay, em nên cẩn thận một chút nha. Dạ vâng, vậy thì em đi một lát rồi sẽ về ngay. Hiểu Linh để cửa bước vào sau khi giọng nói từ trong phòng chủ tịch vọng ra. Vừa vào đã nhìn thấy Trình Thế Vĩ cô cúi đầu chào, dè dặt đứng gần phía cửa, chứ không dám tiến vào trong quá sâu. Còn Trình Thế Vĩ, Hiểu Linh vừa xuất hiện, hắn ta đã nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, vội vã đi về phía của cô. Đưa ánh mắt thăm dò cả người của cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một lượt, rồi mới khẽ nhếch môi, mỉm cười. Em không bị thương là tốt rồi, nhưng xem ra một quan hệ giữa em và tên Mạc Thiên kia có vẻ tốt quá nhỉ. Trình Tổng nếu ngài gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện này thì tôi xin phép tôi phải quay về chuẩn bị cho buổi chụp ảnh rồi nói rồi cũng không cần đợi hắn có cho phép hay không đã thẳng thừng quay lưng rồi đi nhưng chưa được mấy bước thì cả cơ thể đã bị kéo ngược về phía sau nằm gọn trong vòng tay của trình thế vĩ hắn ta là chủ tịch tôi cũng là chủ tịch em đến với ai cũng vậy thôi hà cớ gì em phải đi ra cho mỏi chân chứ Thôi thì cứ ở trong vòng tay của tôi đi Em muốn thứ gì tôi sẽ cho em thứ đó Trình Tổng Xin ngài giữ liêm sỉ Tôi đây muốn tự đi lên bằng thực lực của bản thân Chứ không muốn dùng thân để đánh đổi Nếu như Trình Tổng cứ tiếp tục Dùng những lời lẽ và hành động khiếm nhã thế này Thì có lẽ là tôi không thể nào tiếp tục Ở lại Trình Thị được nữa Hiểu Linh nhếch môi cười khinh miệt Rồi đẩy mạnh hắn ta ra khỏi cơ thể của mình Trình Thế Vĩ liếm môi, bật cười nửa miệng, rồi tiến tới, tóm lấy chiếc cằm thon gọn của Hiểu Linh, bóp chặt trong tay. Dùng ánh mắt đê tiện nhất, nhìn thẳng vào mặt của cô, hắn ta thản nhiên nói ra những lời lẽ thô bỉ. Trình Thị không phải là nơi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu như em muốn đi, tôi cũng không cản, nhưng hợp đồng đã ký rồi, em muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường gấp 10 lần. Em mang tiền tới đây, tôi sẽ trả tự do cho em. Tiền sao? Cô làm gì có nhiều tiền để mà bồi thường hợp đồng có giá trị không nhỏ đó như vậy chứ? Cô không thể nào ngờ rằng mình đặt chân vào hang quỷ, để rồi cửa hang bị chặn, tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể ở trong thế bị động, mặc cho người ta thao túng. Hai năm, sau khi hợp đồng hết hạn, nhất định tôi sẽ rời khỏi đây. Hiểu Linh mang theo nỗi sầu rời khỏi phòng làm việc của Trình Thế Vĩ. Cô lê từng bước chân nặng nề giống như mang công xiềng ở dưới chân. Ngày lúc này đây cô rất muốn khóc. Đôi mắt biết cười luôn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan. Giờ đây đã đỏ hoe, lệ sầu cũng đã tràn ra đầy cả hốc mắt. Cô từng bước tiến ra phía lan can ngoài dãy hành lang, hướng mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm ở phía trước. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhanh chóng rơi xuống. Cô đứng đó trầm lặng ngắm nhìn bầu trời xa xăm ở phía trước. Bất giác cô nhớ đến người đàn ông đó người đàn ông trao cho cô sự tự tin vô hạn nhớ đến câu nói may mắn sẽ mỉm cười với một cô gái hiền lành cứ mỗi khi nghĩ đến anh trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng ánh mắt đó đối với cô lúc nào cũng dịu dàng ấm áp khiến cho ý chí kiên cường trong cô lại trỗ dậy từ ngày gặp lại anh cô mới biết rằng thứ mình theo đuổi bây giờ không chỉ là ước mơ của riêng cá nhân mình để thỏa mãn đam mê mà còn là bàn đạp để cho cô có thể tiến đến gần anh hơn. Hôm nay có lẽ cô đã vấp ngã vào vũng lấy tăm tối, nhưng thời gian trôi qua sẽ rửa sạch tất cả mà thôi. Cô lấy hơi thở mạnh ra để chút hết nỗi buồn để gió cuốn bay đi, thay vào đó là nụ cười tự tin trên đôi môi ngọt ngào. Hơn 7 giờ tối, chiếc xe mây bách màu đen huyền bí quen thuộc vẫn ngang nhiên đậu trước cổng chính của tập đoàn Trường Thị bên trong là luồng khí lạnh bao trùm cả không gian. Đôi mắt sắc lạnh chưa một giây nào là rời khỏi phía cổng tập đoàn. Lúc ở trong bệnh viện, Trình Kiến Minh đã cương quyết rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến Hiểu Linh nữa, một cô gái ngây ngô, tiểu bạch thỏ như vậy, rõ ràng là không đúng gu của anh. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn có làm được hay không mới là điều quan trọng. Tâm trí khẳng định là sẽ mặc kệ đó, nhưng mà con tim thì lại không nghe lời cứ hướng mãi về phía cô gái đáng yêu đó. Vậy là lý trí không thể nào thắng được con tim. Cứ như vậy, anh lại lẽo đẽo theo sau từ bệnh viện đến tận đây và chờ ở đây không biết đã bao lâu. Cũng chỉ vì muốn canh trường xem cô và người đàn ông lúc sáng sẽ đi đâu. Nhiều lúc anh cũng tự cảm thấy bản thân mình vô cùng ngớ ngẩn khi mà đang làm cái trò quái quỷ gì. Đang giữ vợ sao? Phòng thái này đâu phải là của anh chứ. Vậy là anh khởi động xe, nhưng chân lại không đạp ga mà lại tiếp tục trông ngóng. Và rồi, người anh mong chờ cũng xuất hiện. Hiểu Linh từ bên trong bước ra với bộ quần áo anh mang tới cho cô lúc sáng. Đôi mắt của anh vừa sáng lên thì đột nhiên lại trùng xuống khi mà nhìn thấy cô bước lên chiếc xe Audi quen mắt rồi nhanh chóng rời đi. Trình Kiến Minh siết chặt vô lăng, anh cũng khởi động xe rồi đạp ga bám theo sát ở đằng sau. Hơn 15 phút ở trên đường, hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước một nhà hàng năm sao sang trọng. Mặc thiên chu đáo mở cửa xe cho Hiểu Linh rồi cùng nhau đi vào bên trong. Chính kiến minh lúc này đâu thể nào ngồi yên trong xe, anh cũng vội vàng rời đi, đi theo sau hai người kia. Mặc thiên Hiểu Linh đi vào trong đã được phục vụ chờ sẵn. Mời cả hai người đi về phía bàn mà Mặc Thiên đã đặt từ trước. Trên bàn có hoa hồng, rượu vang, những món ăn nổi tiếng nhất cũng được bố trí ngay ngắn ở trên đó. Đã nói là để em mời mà. Hiểu Linh nhìn thấy như vậy mà có chút không hài lòng, quay sang nhỏ giọng hờn trách Mạc Thiên. Thì anh đâu có nói là anh sẽ trả tiền đâu. Nếu như em không thích những món này thì anh sẽ bảo phục vụ mang xuống nha. Đâu có, em có nói là em không thích đâu. Cô vội vàng xua tay, ngăn cản Mạc Thiên gọi phục vụ tới rồi tự tay rót ra hai ly rượu. "Để em mời anh một ly, coi như là cảm ơn anh đã cứu mạng nhỏ này của em." Cô nâng ly rượu lên rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn Mạc Thiên mỉm cười tươi tắn. Cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén như dao đang hướng thẳng về phía của Mạc Thiên. Đến cả phục vụ muốn tới gần để hỏi xem anh cần dùng gì cũng phải lấy hết can đảm mới dám bước đến gần. Tuy rằng anh đẹp trai, thu hút, khí chất khiến cho người khác phải say đắm. Nhưng mà nét mặt thì giống như đắp lên một ngàn lớp băng, vô cùng đáng sợ. Chưa kể ánh mắt đằng đằng sát khí của anh lúc này làm cho người khác chỉ muốn cách xa vạn dặm mà thôi. Nữ phục vụ đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ mong rằng có thể giảm bớt đi sự tồn tại của mình trước con người lạnh khốc này. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Cho tôi một chai rượu vang loại mạnh nhất. Dạ vâng, phiền quý khách chờ vài giây rượu sẽ được mang lên ngay bây giờ nữ phục vụ phụ đặt tay lên ngực thở ra nhẹ nhàng rồi nhanh chân đi vào trong của rượu thời gian cứ như vậy mà bình yên trôi qua hơn một tiếng hiểu linh vẫn chưa hề nhận ra phía sau đang có một ánh mắt hờn rỗi lạnh nhạt theo sát mọi nhất cử nhất động của cô thấy cô uống một ly trình kiến mình cũng uống một ly cho đến khi mà cả hai chai rượu ở hai bên trước bàn đều chỉ còn lại một ít Mạc Thiên mới lên tiếng ngăn cản Hiểu Linh. Tối nay em có tâm trạng gì có đúng không? Tại sao tự nhiên em lại uống nhiều như vậy chứ? Khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên của cô đã ngà ngà say rồi. Hai má hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Tâm trạng sao? Đúng vậy, cô chính là đang có tâm trạng buồn bã, thế nên mới uống vào cái thứ hại sức khỏe kia. Cũng chỉ muốn quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra hôm nay mà thôi càng muốn hình ảnh của người đàn ông vô sỉ, hèn hạ, trình thế vĩ biến mất khỏi tâm trí của cô. Những tổn thương hôm nay cô gánh chịu, đâu phải nói quên là có thể quên dễ dàng như vậy chứ. Đôi mắt trong sáng đã thoáng hiện ra nét mơ hồ khi mà diệu đã đi vào trong người của cô quá nhiều. Trước mắt của cô là một người đàn ông có vẻ trưởng trạc, cũng rất đẹp trai, nhưng đó không phải là người cô cần lúc này. Cô ước gì người đang đối diện với mình là Trình Kiến Minh, người đàn ông nắm giữ tất cả những nhịp đập trong trái tim nhỏ bé của cô. bật giác cô lại bật cười một nụ cười chế giễu. cô cười bản thân mình đã tự si tình. mặc thiên nhíu mày nhìn biểu cảm lạnh lùng của cô khiến cho anh không khỏi lo lắng. hiểu linh em cười gì thế? em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. hôm nay em có chuyện gì không vui đúng không? có phải là trình thế vĩ làm khó em rồi không? em không sao em ổn mà. Tại vì hôm nay công việc thuận lợi Thế nên em vui quá Nhất thời em uống nhiều một chút thôi Hiểu Linh xua tay Khẽ mỉm cười để trả lời Mạc Thiên Rồi nâng ly lên để uống tiếp Thế nhưng rượu còn chưa chạm tới vành môi Đã bị bàn tay của ai đó ngăn lại Cô dùng đôi mắt đờ đẫn Nhìn theo hướng bàn tay đang cầm ly rượu Từ cánh tay vào ngực Rồi cổ tới khuôn mặt Hình ảnh người mà cô mong chờ Mơ hồ hiện ra trong tầm mắt khiến cho cô chợt rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Trình Trình Kiến Minh, tại sao anh lại em uống đủ chưa? Nghe được giọng nói trầm ấm, xen lẫn uy nghiêm quen thuộc, khiến cho trong lòng cô vui giống như có ngàn đóa hoa đang nở rộ cùng một lúc. Em uống hơi nhiều rồi thì phải, chắc là phải về ngay thôi. Cô nhìn Trình Kiến Minh nở ra nụ cười méo mó, lúng túng nói vài chữ rồi quay sang nhìn mặc thiên em xin lỗi nha hôm nay em thất lễ rồi mặc thiên hẹn anh hôm khác em sẽ chuộc lỗi với anh sau bây giờ em về trước đây em say quá rồi vậy thì để anh đưa em về nha không cần đâu em tự về được mà anh còn đang bị thương cơ mà anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi anh đừng lo cho em về đến nhà em sẽ nhắn tin báo bình an cho anh nha tạm biệt Nói rồi, Hiểu Linh vội vàng đứng dậy. Men say trong người khiến cho đầu óc của cô choáng váng, nhất thời không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì ngã xuống. Mạc Thiên vội vàng đưa tay đến định đỡ, nhưng Trình Kiến Minh lại nhanh hơn một nhịp, anh nhanh tay ôm cô vào trong lòng. Mạc Thiên khó chịu ra mặt, anh cau chặt mày nhìn Trình Kiến Minh, rồi nắm tay của Hiểu Linh, kéo cô rời khỏi người Trình Kiến Minh. "Làm sao anh có thể yên tâm để em về một mình được chứ?" anh sẽ đưa em về. Còn chưa giữ được Hiểu lình ở bên cạnh mình quá 5 giây, thì cô đã bị Trình Kiến Minh hiền ngang mà kéo ngược trở lại. Anh ôm eo, cô gái hư hỏng sát vào người của mình, rồi dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào con người của Mạc Thiên, gắn lên rõ ràng từng chữ. Cô ấy đã có bạn trai đưa về rồi, không phiền tới cậu đâu. Sau câu nói ngang tàn là cái nhướng mày vô cùng đắc ý dành tặng cho Mạc Thiên. Anh ngang nhiên bế Hiểu Linh, ung dung rồi đi. Nhìn bóng dáng người con gái mình yêu, đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, Mạc Thiên chỉ biết bất lực nhìn theo rồi ngồi bệt xuống ghế, bởi vì anh hiểu rằng anh không có tư cách gì để mà ngăn cản. Em nhìn đủ chưa? Trình Kiến Minh khẽ đưa mắt nhìn Hiểu Linh rồi nghiễm nhiên lên tiếng. Theo như anh quan sát thì từ lúc lên xe đến giờ Hiểu Linh chưa rơi nào rồi tầm mắt khỏi khuôn mặt của anh nghe thấy câu hỏi của anh hiểu linh mỉm cười dịu dàng đôi mắt đã rất muốn khép lại để chìm sâu vào trong giấc ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to ra chỉ để được nhìn thấy anh lâu hơn em muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh như vậy bất giác cô thốt ra một câu trả lời vô cùng tự nhiên khiến cho trình kiến minh nhất thời đưa ra vài giây sau đó là nụ cười mãn nguyện thoáng hiện ra trên đôi môi gợi cảm tại sao lại muốn nhìn thấy tôi chứ dĩ nhiên là vì em thích anh rồi em thích anh ngay từ đêm đó cái đêm mà anh đã khuyến khích tinh thần cho em hiểu linh trù ra đôi môi nhỏ nhắn đáp trả câu trả lời của kiến minh cô nói ngay lập tức mà không có chút đắn đo hay suy nghĩ nào khiến cho trong lòng ai đó lầm lầm vui sướng thế nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên hai cánh môi mỏng khẽ cong lên tạo ra nụ cười ngọt ngào có thật là em thích tôi không sau câu hỏi hào hứng thì đáp trả anh là bầu không khí tĩnh lặng. Rồi tiếng thở đều đều phát ra từ phía bên cạnh. Trình Kiến Minh hiếu kỳ định quay sang hỏi tại sao cô không trả lời thì bắt gặp gương mặt người thơ đã yên ổn ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Đồ ngốc, em lúc nào cũng trốn tránh rất đúng lúc đấy. Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, có đúng không? Trong trang viên rộng lớn, những ánh đèn trang trí lấp lánh thắp sáng cả khuôn viên đồ sộ. Chiếc xe mười mét chậm rãi di chuyển đến phía trước đại sảnh rồi dừng lại. Trình Kiến Minh tháo dây an toàn rồi dương đôi mắt trầm ổn nhìn qua cô gái hai má hồng hồng đáng yêu đang ngủ say. Anh vươn bàn tay thon dài vén tóc của cô ra sau tai lộ ra những đường nét vô cùng sắc sảo xinh đẹp. Cảm giác chiếm hữu cứ thôi thúc lý trí kiên định bảo rằng anh hãy lắng nghe theo nhịp đập từ con tim của mình đi. Càng nhìn vào đôi môi quyến rũ của cô, anh lại lưu luyến, không muốn rời đi. Cứ thế, trong giây phút ngắn ngủi, anh đã bị trái tim cuồng nhiệt, ngọn lửa tình yêu, chiếm trọn lý trí. Anh từ từ tiến gần, gương mặt thanh tú, đang hồn nhiên ngủ say. Khi mà cả hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm, anh mới khẽ nghiêng đầu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi ngọt ngào của cô. Môi chạm môi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế nhưng đã khiến cho cõi lòng của Trình Kiến Minh đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Đừng đi mà, ở lại với ta đi, kẹo ngọt, người thật là ngon quá đi mất. Trời đã đời, cô nói cái gì vậy cơ chứ? Sau câu nói mơ đầy đáng yêu của Hiểu Linh là cái đầu nhỏ của Trình Kiến Minh đã bị cô giữ lại, kéo về phía trước. Cô cứ như vậy mà ôm dung xem đôi môi mềm mỏng là kẹo ngọt, thản nhiên gặm nhấm như đang ăn kẹo. Trình Kiến Minh lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ biết mở to mắt trong sự ngỡ ngàng, bối rối, mặc cho tiểu yêu tình nghịch ngợm kia, ngang nhiên xâm chiếm đôi môi của mình. Nhận ra trạng thái của cô dường như đang muốn nôn, Trình Kiến Minh liền rời khỏi khuôn miệng tinh nghịch kia. Anh đúng là đoán không sai. Ngay lập tức, Hiểu Linh đã nôn thốc tháo ra, toàn là rượu, mùi chua từ những thực phẩm được tống ra khỏi dạ dày, hòa lẫn vào trong không khí trên xe, tạo ra mùi hương vô cùng khó chịu. Anh nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ, rồi bế cô đi vào trong nhà. Thấy trình kiến mình bế cô trên tay, quản gia Lâm tin chắc rằng sẽ có việc cần làm, sau khi mà anh đưa hiểu lình lên tới phòng ngủ, thế nên đi theo giúp anh mở cửa phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, vẽ những sợi tóc đang rũ xuống mặt của cô ra sau tay, rồi sau đó mới quay sang nói với quản gia Lâm pha cho tôi ly trà giải rượu và lấy giúp tôi khăn lau mặt và chậu nước ấm mang lên đây. Trình Kiến Minh ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của cô. Sắc mặt của anh lộ rõ sự không vui, nhưng mà sâu trong ánh mắt là sự lo lắng. Thầy cô khó chịu, chưa giây phút nào đôi mày kiếm trên khuôn mặt tuấn giật được thả lòng ra. Hiểu Linh đột nhiên nhăn mặt, đầu óc quay cuồng làm cho cô cảm giác vô cùng khó chịu. Những thực phẩm chưa được tiêu hóa bên trong dạ dày cứ cuồn cuộn muốn trào ngược trở ra, khiến cho cô một lần nữa lại nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Cô khó chịu một thì Trình Kiến Minh lại bước bối tới mười vừa thương vừa lo vừa tức giận. Anh giận là bởi vì cô không biết yêu thương bản thân mình, uống những thứ tổn hại cơ thể kia đến mức say mềm như thế này. Những ngón tay thon dài vẫn nắm chặt bàn tay của Hiểu Linh anh ân cần vuốt vuốt lưng cho cô Để cô cảm thấy dễ chịu hơn Ngay lúc này anh rất muốn mắng cô một trận Nhưng mà nhìn lại khuôn mặt ngây thơ Nòn nớt Đang vô cùng khó chịu Thì lại không nỡ thốt ra những lời nói nặng nề Quản gia Lâm mang theo khăn ướt Và nước ấm tới Ông định lấy khăn nhúng nước ấm Thay cho Trình Kiến Minh Thế nhưng anh đã ngăn lại Cứ để tôi Chú xuống dưới gọi thêm hai nữ giúp việc lên đây nha anh cầm chiếc khăn từ trong tay của quản gia Lâm, tự tay nhúng vào nước ấm, vắt ráo nước rồi đem đến lau mặt cho Hiểu Linh. Nhìn một loạt hành động tận tụy, chăm lo cho người phụ nữ của Trình Kiến Minh khiến cho quản gia Lâm ngỡ ngàng. Đây chính là lần đầu tiên hơn 3 năm nay đến đây làm việc, ông nhìn thấy Trình Kiến Minh gần gũi với phụ nữ như vậy, còn lo lắng đến mức huy động gần hết người trong nhà, chỉ đến đây để chăm sóc cho một cô gái. Đó, chưa giờ đi, anh đen giọng lên tiếng Khiến cho ông thoáng giật mình Sao chú còn đứng đó Chưa đi chứ Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông Lúc này quản gia lâm mới vội vàng rời đi Một lát sau thì Quản gia lâm đã quay trở lại Cùng với hai nữ giúp việc Tuổi trung niên và An Nguyệt Đầu bếp ở đây Tất cả đều cúi thấp đầu trước Trình Kiến Minh Vô cùng nghiêm trang Chờ đợi mệnh lệnh được giao phó Trình Kiến Minh đặt khăn ấm vào trong chậu nước lấy khăn giấy lau khô tay rồi đến tủ quần áo dành riêng cho Hiểu Linh đã được chuẩn bị từ trước, chọn một chiếc đầm ngủ rồi đưa cho một trong số ba người giúp việc kia. Thay quần áo cho cô ấy đi, động tác nhớ là nhẹ nhàng một chút đấy. Nói xong anh đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì gương mặt sắc lạnh trượt quay lại, nhìn chằm chằm vào quản gia Lâm. Chú Lâm, chú muốn ở đây để giúp họ một tay sao? Thành âm nồng nặc mùi thuốc súng, nhắm thẳng về phía của mình, khiến cho sóng lưng của quản gia Lâm nhất thời căng cứng. Dạ không có, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Giọng nói của quản gia Lâm khẽ vang lên. Ông trả lời rất nhanh rồi đi ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Ông cũng đâu có định là ở đây đâu, chỉ là đang chờ anh đi xa một chút rồi sẽ đi theo thôi. Chưa gì đã bị nghĩ xấu rồi. Trước khi ra khỏi phòng, Trình Kiến Minh khẽ nhìn về phía của Hiểu Linh thêm một lần nữa. Anh không đi đâu ra, mà chỉ đứng trước cửa phòng chờ khi nào người hầu thay xong quần áo cho cô thì anh sẽ quay trở vào với cô ngay. Thân hình cao lớn đứng tựa lưng vào tường một tay đút túi quần nét mặt rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau vài phút thì anh lấy điện thoại trong túi quần ra vào WeChat gửi tin nhắn thoại cho Thừa Mạnh Quân. Điều tra lại toàn bộ quá trình từ lần đầu tiên Hiểu Linh đặt chân vào trình thị cho anh. Còn nữa, Hãy thăm dò xem hôm nay Sau khi mà chị dâu của em quay trở về Có gặp phải chuyện gì không Không khí trong trang viên vào buổi sáng Thật là trong lành Những giọt sương tinh khiết Vẫn còn chịu nặng trên tán lá xanh biếc Tạo cho người ta cảm giác thư giãn Thoải mái Khuôn mặt dịu dàng trên chiếc giường ngủ Dường như là đã có dấu hiệu thức giấc Sau một đêm dài chiến đấu Với cơn say từ bia rượu mang tới Hai hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng, tôn lên nét đẹp thanh thoát cho khuôn mặt của cô gái. Đôi mắt to tròn từ từ mở ra, cơn đau đầu chuyển tới khiến cho Hiểu Linh vô cùng khó chịu. Cô đưa tay dài dài huyệt thái dương rồi nhìn lại quần áo trên người của mình. Trong giây lát, hai con người đen lấy đã mở to lên, kèm theo đó là sắc mặt kinh ngạc khi nhìn thấy trang phục trên người của mình đã bị thay đổi. Từ quần jean, áo sơ mi rồi lại thành váy ngủ hai dây màu hồng thế này. Đột nhiên, đôi mắt long lanh của cô đã đỏ hoe rồi ngấn lệ. Cô ôm lấy chiếc gối rồi bật khóc nức nở. Và tiếng khóc thút thít của cô đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó. Trình Kiến Minh cau mày thức giấc, anh ngồi dậy từ ghế salon đối diện giường ngủ, nhìn về phía phát ra tiếng khóc, thấy cô lúc này sáng sớm đã ôm gối khóc nghẹn, anh liền mang theo nét mặt lo âu rồi vội vàng đi tới. "Tại sao em lại khóc chứ?" Trả lời câu hỏi của anh vẫn chỉ là tiếng khóc, càng ngày càng nghẹn ngào. Cô cứ như vậy không nói không rằng, đột nhiên lại bật khóc, khiến cho lòng anh đã vô cùng sốt ruột. Hay là em đau ở đâu rồi? Khó chịu chỗ nào thì em nói ra đi. Em khóc thế này, có biết là tôi lo lắng cho em nhiều lắm không? Câu nói tiếp theo từ cổ họng của Trình Kiến Minh đã có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng mà sau đó anh lại lấy khăn giấy rồi ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô quần áo của em tấm thân trong trắng của em mất hết rồi hiểu linh nói trong út nghẹn vừa nói xong hết câu cô lại khóc to hơn nước mắt cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống ướt hết cả miếng khăn giấy trên tay của trình kiến minh cuối cùng thì anh cũng hiểu ra được vấn đề rồi anh bật cười lắc đầu chịu thua trước mức độ tưởng tượng phong phú của cô nàng tiểu bạch thỏ bỏ miếng khăn giấy trên tay của mình xuống anh đưa tay áp lên đôi gò má lấm lem nước mắt nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ngây thơ đối diện với mình rồi chậm rãi mà nói tối qua em nôn nhiều quá quần áo của em bị dính bẩn hết anh sai người thay cho em rồi còn những thứ khác thì vẫn nguyên vẹn như cũ không mất mát bất cứ một thứ gì cả cô tạm thời ngừng khóc sau khi mà nghe được rõ ràng từng câu từng chữ anh vừa nói cô mở to mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông có thật không anh không lừa em chứ thật mà nhưng mà nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó giống như em nghĩ thì cũng chỉ có một mình anh có bản lĩnh đó thôi tối qua anh đưa em về mà ngoài ra làm gì có ai khác có cơ hội đến gần em đâu bị anh trêu như vậy hiểu linh liền ngại ngùng đến đỏ cả hai má cùng mến môi gỡ tay của anh ra khỏi mặt của mình khẽ cúi đầu rồi lý nhí lên tiếng em biết em không phải là gu của anh đâu Vậy vừa rồi em đã nghĩ Ai là người làm chuyện không đứng đắn với em chứ Em chỉ biết là tối qua em uống say thôi Ngoài ra thì em không nhớ gì cả Vừa tỉnh dậy đã thấy đau đầu hoa mắt Rồi đến khi mà thấy quần áo bị thay đổi Còn chưa thể nào xác định được Rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu Thì em khóc hòa à lên rồi Làm gì có thời gian mà nghĩ đến ai cơ chứ Anh nói em ngốc nghếch Đúng là không sai mà sau này không được uống nhiều như vậy nữa hơn nữa gu người yêu của anh làm sao em biết được mà lại ăn nói lung tung như vậy chứ thì em đoán thôi một người như anh chẳng lẽ lại để mắt tới một người tầm thường như em sao anh cũng chỉ là một người tầm thường thôi đâu có siêu năng lực gì đâu là do em quá đề cao anh rồi em không hiểu anh nói rõ hơn có được không bây giờ em không hiểu cũng được rồi dần dần em tự khắc sẽ hiểu thôi Quần áo của em có sẵn trong tủ rồi đấy Vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ăn sáng nha Anh bỏ lại cho cô Dăm ba câu ngắn gọn Dễ hiểu nhất Rồi đi ra bên ngoài Nhưng mà em còn chưa hỏi Tại sao anh lại ngủ trong phòng của em cơ mà Hiểu Linh nói với theo Còn chưa kịp hết câu Thì Trình Kiến Minh đã biến mất dạng Sau cánh cửa màu nâu sẫm Cô bĩu môi rồi rời khỏi giường đến tủ quần áo. Vừa mở cửa tủ ra, đập vào mắt của cô là một dãy quần áo. Tất cả đều mới tinh, tất cả đều có nhãn mát. Cô lại không dành về nhãn hiệu thời trang nên thản nhiên cho rằng những món đồ này không phải hàng hiệu, tự tiện chọn cho mình một bộ rồi đi vào trong phòng tắm. Dưới phòng khách, Trình Kiến Minh đã triển trô trong bộ vest đen như thường lệ. Chỉ là lúc này anh không khoác thêm áo vest, có vẻ khá thoải mái cho người đối diện không giống như khí chất bước người, lúc anh nghiêm trang trong cả xét đồ vét màu đen lạnh lùng. Thư Mạnh Quân lúc này cũng có mặt ở đây, anh đã đến từ sớm để báo cáo về việc điều tra tối qua. Trình Kiến Minh đã kêu anh làm. Cuối cùng thì em cũng thu về được không ít thông tin quan trọng. Vừa xong việc là em chạy đến đây luôn. Anh xem đi. Thư Mạnh Quân đầy một tập tài liệu mỏng đến trước mặt của Trình Kiến Minh. Chuyện chị dâu được chọn vào trình thị, ngoài yếu tố chị ấy có tài năng thật sự, thì còn một phần có liên quan đến tập đoàn Mark. Nếu những người khác phải trải qua 3 vòng sơ tuyển mới được nhận chính thức, thì chị dâu chỉ đi qua một vòng casting đã được chọn thẳng làm người đại diện quảng cáo cho tập đoàn Mark rồi. Lý do chắc chắn sẽ khiến cho anh bất ngờ đấy. Mặc Thiên, chủ tịch tập đoàn Mark, là bạn học năm xưa của chị dâu. Cũng chính là người bỏ ra một con số không hề nhỏ để yêu cầu Trình Thị bỏ qua tất cả những vòng sơ tuyển sau casting để nhanh chóng được ký hợp đồng làm việc với chị ấy. Đương nhiên, những buổi huấn luyện cũng chỉ là thực hiện cho có mà thôi. Còn chuyện hôm qua ở Trình Thị thì thế nào? Chuyện đó thì em chỉ biết được sau khi chị dâu quay lại công ty thì lên phòng gặp Trình Thế Vĩ theo lệnh. Sau đó chị ấy trở về tiếp tục buổi chụp ảnh. Còn cuộc trò chuyện giữa chị dâu cùng với Trình Thế Vĩ Em vẫn chưa tìm hiểu được Thôi được rồi Em về nghỉ ngơi sớm đi Hôm nay nghỉ một ngày nhé Công việc ở Cửu Long anh sẽ giải quyết Anh không định mời em Ở lại dùng bữa sáng sao Dù gì người ta cũng thức cả đêm Để làm việc cho anh cơ mà Anh có 3 thẻ VIP Ở ba nhà hàng nổi tiếng nhất trong nước Anh cho em tùy ý sử dụng Còn bữa sáng thì không được rồi Thư Mạnh Quân nhíu mày Nhìn Trình Kiến Minh Bị từ chối chút yêu cầu còn con, thế nên anh có chút khó chịu, liền bất bình lên tiếng. Nhưng tại sao chứ? Anh ăn một mình, không lẽ anh không buồn à? Hôm nay, anh không hề ăn một mình. Mới sáng sớm, trước sảnh lễ tân của tập đoàn truyền thị đã nhốn nháo, một nhóm nhân viên tụ lại để cùng nhau tám chuyện. Mọi người đã xem tin tức gì sáng nay chưa? có phải là tin về người mẫu mới Lý Hiểu Linh trong tập đoàn chúng ta không? Đúng rồi, đoạn clip kết quốc đỉnh cao của cô ấy vừa đăng lên, vỏn vẹn chỉ 3 tiếng mà đã đứng top 1 tìm kiếm trên Youtube, thu hút hơn 1 triệu lượt xem, 200.000 bình luận rồi đấy. Có thật không? Là clip nào thế? Hình như cô ta còn chưa có show diễn chính thức nào cơ mà. Ngoài hợp đồng với tập đoàn Mark ra, thì trong giới showbiz chưa một ai biết đến cái tên Lý Hiểu Linh cả chính là clip đầu tiên hôm cô ta tập luyện đó tôi chưa thấy ai trong tập đoàn chúng ta kết quắc đỉnh cao như vậy từ thần thái vóc dáng đều vô cùng cuốn hút nói nhỏ thôi mấy lời này mà đến tai của chị nhã đan là không yên đâu vừa nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn của mình xong thì người vừa được nhắc tới cũng xuất hiện trông thấy nhã đan mang theo sắc mặt lạnh như băng đi vào trong cả đám người nhanh chóng tản ra trở về bộ phận làm việc của mình trong phòng làm việc, Trình Thế Vĩ đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, ung dung gác chân lên bàn. Với bộ mặt vô cùng đắc ý, nhìn vào màn hình laptop đang phát đoạn video trình diễn của Hiểu Linh trên sàn kết quắc, bên hồ nước bằng ánh mắt vô cùng thưởng thức. Trên đôi môi của hắn ta hiện ra nụ cười quỷ quyệt, lần đầu tiên cảm nhận được sự phấn khích, hào hứng khi mà làm ra được một chuyện thành công, khiến cho hắn ta trở nên đắc chí và ngông cuồng. Tiếp quản Trình Thị đã 3 năm, tìm về không ít tài nguyên cho công ty, nhưng mà chưa lần nào hắn cảm thấy hưng phấn giống như lần này, khi đã tìm được Lý Hiểu Linh, một nhân tài trong tương lai, và hắn chắc chắn rằng sau tới sẽ là những chuỗi ngày nở mày nửa mặt trước Trình Hạo Bân, người mà hắn luôn xem là một lão già chỉ giỏi thể hiện, luôn luôn áp bức hắn, gắn cho hắn cái mác chủ tịch tập đoàn Trình Thị, thế nhưng thực chất lại không có một chút quyền hạn nào cả tiếng gõ cửa vang lên hắn thu lại nụ cười vênh vang bỏ chân xuống sau đó thì đi qua sofa nói mời vào tần sinh mang sắc mặt phấn khởi vừa vào tới nơi đã cúi thấp đầu xuống chào hắn rồi ngồi xuống đối diện hào hứng lên tiếng chủ tịch lần ra mắt của lý hiểu linh với công chúng rất thành công có không ít khách hàng đã liên hệ với bên chúng ta muốn mời cuối quay quảng cáo thậm chí là buổi ra mắt sản phẩm mới của nhà thiết kế eli cũng vừa ngỏ ý muốn mời hiểu linh đến diễn chính. xem ra cái tên hiểu linh trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng nổi bật. mới chỉ vừa ra mắt chưa được một ngày đã thu về không ít hợp đồng cho trình thị. con số vượt xa với lúc chúng ta đưa nhã đan về đây. xếp đúng là có cặp mắt tinh anh, nhìn chúng một thiên tài rồi đấy ạ. À? nghe được những lời tầng mốc của tần sinh càng khiến cho trình thể vị đắc ý. hắn ta nửa ra nụ cười nửa miệng, thong thả rót một ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm. Còn phía Mark thì thế nào? Cái tên mặc Thiên đó có vẻ cũng rất hứng thú với Lý Hiểu Linh của chúng ta. Xem xem có nâng giá hợp đồng lên một chút nào nữa không? Làm ăn thì phải biết tận dụng thời cơ chứ. Hắn ta lắc nhẹ nhàng ly rượu, khuấy động thứ chất lỏng màu đỏ bên trong. Ánh mắt san xảo, khẽ liếc nhìn tần sinh. Nơi khóe môi nhếch ra, nụ cười miêu mô xảo trá bằng chính tài năng của mình, bất ngờ nổi tiếng sau một đêm là điều mà Hiểu Linh hoàn toàn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Và ngày hôm nay, cô đã thật sự được tận mắt chứng kiến tất cả mọi người đều nhắc đến cái tên Lý Hiểu Linh trong giới nghệ thuật. Cô đang trong phòng của quản lý Dô đọc bình luận dưới đoạn video của mình trên Weibo từ trang chính chủ của tập đoàn truyền thị. Cô ấy xinh đẹp thật đấy, Lý Hiểu Linh. Kết đúng là đỉnh cao. Những bước chân cứ như đang thôi miên tôi vậy, nhìn mãi mà không hề chán. Có một vài dòng bình luận từ một cô gái đưa lên nhận xét theo quan điểm của riêng mình đã thu hút ánh mắt của Hiểu Linh. Với trình độ này, lẽ ra nên tham gia những cuộc thi Hoa hậu quốc tế, chứ hoạt động trong trình thị thôi thì có vẻ hơi phí rồi, đúng không mọi người? Tôi cũng đồng ý, gương mặt thần thái thế này, vóc dáng kia nữa, đúng là tôi chết mê rồi. Nếu như ở Cửu Long thì có khi còn nổi hơn nữa đấy. Bởi vì so với Cửu Long, Trình Thị vẫn kém một chút mà. Tôi thấy tiếc cho cô ấy quá. Đọc hết những lời đồng tình với ý kiến của cô gái Chen khiến cho tâm tình của Hiểu Linh nhất thời rơi vào trong trầm lặng. Nếu như ngay từ đầu cô nhận lời mời của Trình Kiến Minh đến Cửu Long thì niềm vui hôm nay có lẽ sẽ được trọn vẹn hơn rồi. Tuy rằng bây giờ cô trở nên nổi tiếng, đặt những bước chân đầu tiên vào nghề từ từ chạm tay đến ước mơ của bản thân. Nhưng cô cũng biết rằng chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ không dễ dàng một chút nào. Lựa chọn ở lại trình thị thì cô phải càng mạnh mẽ và thật cẩn thận trước những con sói hung hãn lúc nào cũng sẵn sàng vô lấy mình. Dù cầm vừa từ phòng giám đốc tần trở về, bắt gặp nét mặt suy tư của Hiểu Linh thì khẽ mỉm cười rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh. Sao? Đang nghĩ cái gì mà ngồi thẫn thờ ra thế? nổi tiếng đến bất ngờ thế nên chưa kịp thích nghi có đúng không sự xuất hiện của du cầm đã kéo hiểu lình ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang vâng đúng là có chút bất ngờ đấy ạ à. em nhất thời vẫn chưa thể nào thích ứng được nhưng mà sao chị thấy em có vẻ không vui đúng không em đương nhiên là vui rồi chỉ là em không muốn thể hiện quá nhiều thôi dù sao đây cũng chỉ là khởi đầu em không nên tỏ ra quá đắc ý như vậy sẽ không tốt ạ à? Em đúng là hiểu chuyện đấy Chị rất thích những người có phong thái làm việc giống như em Vâng ạ à, Chị quá khen rồi Thôi được rồi Bây giờ vào việc chính nha Dù cầm vui vẻ nói Rồi có bàn làm việc Lấy ra một bảng tài liệu Quay lại ngồi đối diện với Hiểu Linh Em nên chuẩn bị sẵn sàng Để mà chiến đấu với công việc đi Lịch trình sắp tới của em khá dài đặc Hầu như là không có ngày nào trống cả nhưng mà trước tiên chỉ phải chọn cho em một trợ lý riêng trước đã trợ lý riêng sao ạ đúng vậy người mẫu sau khi mà ra mắt công chúng chính thức nhận sâu sẽ được tuyển trợ lý riêng về phần này thì em có thể tự chọn bởi vì trợ lý cũng chỉ là người chuẩn bị quần áo thức ăn và đi cùng em mọi lúc mọi nơi nói khó nghe một chút thì chính là người để cho em sai vật nếu như em có bạn bè thì có thể đưa tới còn vấn đề lương bổng thì em phải chịu chi trả 70%, 30% thì công ty sẽ hỗ trợ cho em. Nghe Du Cầm nói như vậy, Hiểu Linh ngay lập tức nghĩ tới một người. Thư Mạnh Quân đang ung dung ngồi trên sofa, Trần bắt chéo, hai tay sang rộng lên thành ghế, nhìn Trình Kiến Minh, nhàn nhã trả lời câu hỏi của người đàn ông. "Trợ lý sao?" "Vâng ạ, đúng vậy." Tin vừa được truyền về còn nóng hổi luôn anh định tiếp theo sẽ làm gì đây sắp tới phải phiền em thay anh trông coi tập đoàn một thời gian rồi ý anh là sao anh đừng nói là anh định chạy đi làm trợ lý cho chị dâu đấy nha hôm nay anh mới thấy em phản ứng nhanh nhạy và chính xác đến như thế đấy Trình Kiến Minh đặt ly trà xuống bàn khẽ cười một cái rồi tặng cho thử mệnh quân một lời khen thế nhưng lời khen này anh không muốn nghe Thà là không hiểu, không biết còn tốt hơn là hiểu biết, để rồi tự trước thêm việc và bản thân mình. Tập đoàn lớn như vậy, em sợ rằng mình không thể nào gánh nổi đâu. Anh nghĩ thử cách khác xem thế nào, hay là trực tiếp đưa chị dâu về cửu Long luôn đi. Công khai mối quan hệ của hai người, vậy là chị ấy có thể quang minh chính đại ở trong cửu Long rồi. Mối quan hệ gì chứ? Thì không phải hai người đang yêu nhau sao? Anh hai, từ khi nào mà anh đùa dai như vậy chứ? Anh nói anh và cô ấy yêu nhau khi nào? Ờ, không phải... Nhưng mà anh nói gì em thật sự không hiểu. Ý của anh là hai người chưa từng yêu nhau sao? Vậy thì anh kêu em gọi người ta là chị dâu, còn sắp xếp người trong trường, bảo vệ chị ấy, rốt cuộc là thế nào đây? Đừng nói Trình Kiến Minh đang yêu đơn phương đấy nha. Thử mẹ quần đi từ sắc mặt này sang sắc mặt khác, tuôn ra một trang câu hỏi dành cho Trình Kiến Minh và cuối cùng chốt lại là nét mặt nghi ngờ. Vớ vẩn, ai mà thèm yêu cô nhóc tiểu bạch thỏ đó cơ chứ? Vậy thì rốt cuộc là cái gì đây? Anh không yêu người ta mà trong lòng lại tràn đầy lo lắng khi thấy người ta gặp chuyện không may. Không yêu mà gian nan đi theo người ta từ bệnh viện cho tới nhà hàng, còn đích thân đưa người về tận nhà trong trạng thái không được tỉnh táo sao? vậy thì anh nói đi đó không phải là tình yêu nam nữ thì là tình yêu giữa anh trai dành cho em gái mưa chắc em dám theo dõi anh sao em nào dám là tại vì anh kêu em cử người âm thầm đi theo bảo vệ cho chị dâu cơ mà nên anh đi theo chị ấy đương nhiên là bảo vệ cũng nhìn thấy rồi hôm đó họ còn được em cho nghỉ nửa ngày bởi vì sự có mặt của anh đấy thử mạnh quân từ lúc nào mà em lắm lời như vậy chứ? Anh không có thời gian để đôi co với em. Tóm lại là nhanh chóng sắp xếp đến tập đoàn, anh sẽ hướng dẫn công việc cho em. Còn công ty Cửu Long thì tạm thời cứ để cho giám đốc Dương trông coi. Dù gì thì thời gian tới cũng không có hoạt động gì quá mới đâu. Trình Kiếm Minh liền tóm gọn bằng ba câu ngắn gọn, đi thẳng vào chủ đề, sau đó thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh yêu cầu nhưng em cũng có quyền từ chối cơ mà Tập đoàn Vũ Phong quá lớn Em không dám gánh vác trách nhiệm trọng đại đó thay cho anh đâu Có yêu cầu gì đúng không? Nói thẳng ra đi Chồng nét mặt cao có, có phần bất lực của Trình Kiến Minh Khiến chắc thử mạnh quân bật cười thành tiếng Đây chính là lần đầu tiên anh được chứng kiến Tổng tài lãnh băng chịu hạ giọng xuống thương lượng Chỉ vì một cô gái Thế nên không thể nào nhịn được cười Thư Mạnh Quân cười rôm rả, cho đến khi mà bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Trình Kiến Minh. Nụ cười nhanh chóng biến mất trong một vài giây ngắn ngủi, thay vào đó là sự nghiêm túc, khẽ háng giọng rồi nói. Em muốn xin phép nghỉ dài hạn để đi tận hưởng một chuyến. Đã 3 năm rồi, em lao đầu vào công việc. Anh xem, tóc của em bạc hết rồi đây này. Cũng phải đến lúc được nghỉ ngơi, còn đi tìm tình yêu của đời mình nữa chứ, có phải không? Mới 26 tuổi, đã bạc tóc. Thì chứng tỏ là do em lo nghĩ quá nhiều Nghỉ ngơi là đúng rồi Thôi được Sau khi mà xong việc Anh sẽ cho em nghỉ một tháng luôn Hơn 10 giờ tối Hiểu Linh mới kết thúc công việc Sau một ngày dài mệt mỏi Cô đang thu xếp chuẩn bị ra về Thì Du cầm từ phía sau đi tới Vỗ nhẹ trên vai của cô Em đi xe một mình hay là có người đến đón thế Nếu có người đến đón mà là nam giới Thì nên cẩn thận một chút Tránh để cho người khác trông thấy sẽ tung tin đồn thất thiệt không tốt đâu bởi vì bây giờ em là người nổi tiếng rồi bất cứ lời nói hành động nào đều phải cẩn trọng em nhớ chưa vâng chị yên tâm em đi taxi thôi mà sẽ không có ai để ý đâu ạ à? vậy thì được tuần sau là có xe chuyên dụng dành cho em rồi sẽ có tài xế riêng của công ty em đi đâu cũng sẽ được cậu ấy đưa đón tận nơi dạ vâng em hiểu rồi rời khỏi phòng cô quản lý du hiểu linh vừa đi vừa bấm điện thoại gọi taxi qua app đi đến bậc thang trước cổng chính thì gót giày của cô bất ngờ bị gãy nhất thời cô mất thăng bằng khiến cho bàn chân bị lật sang một bên cô đau đớn ngồi bệt xuống bậc thang tháo giày ra nơi cổ chân chuyển đến một cảm giác đau nhức khiến cho cả chân của cô nhanh chóng tê dần đôi mắt long lành trong phút chốc trở nên đỏ hoe cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết khẽ thu thiết một mình mà thôi. Tại sao lại đen đuổi như vậy chứ? Toàn gặp chuyện không may thôi. Bây giờ làm sao có thể đi tiếp được đây? Đã ngốc nghếch rồi mà còn vụng về nữa. Sau này ai làm chồng của em chắc chắn là sẽ rất khổ sở bởi vì lúc nào cũng phải lo lắng cho em đấy. Một giọng nói trầm ấm, ôm dung quen thuộc vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến cho cô sững sờ Cô ngước khuôn mặt buồn tủi lên, nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông có sắc vóc cao lớn đang đứng trước mắt của mình. Con người đen nhánh, nhanh chóng lộ ra sự vui mừng. Tại sao anh lại ở đây chứ, Trình Kiến Minh? Không ở đây, làm sao có thể đưa em về được đây? Anh tới đây để đón em à? Em có thể nghĩ rằng là do tôi tiện đường đi ngang qua, vô tình nhìn thấy em bị thương, sau đó thì ra tay tương trợ cũng được. Trí tưởng tượng của em vốn rất phong phú cơ mà hiểu linh bĩu môi rồi cầm túi sách lên tiếp theo là ngang nhiên đứng dậy mà quên mất rằng chân của mình còn đang bị đau vừa nhổm người ngồi dậy cổ chân của cô đã truyền đến cảm giác đau nhức đến mức cô phải nhăn mặt rồi vội vàng ngồi phịch trở xuống anh nghĩ rằng hiểu linh chỉ bị đau một chút thôi nhưng lúc này thấy cô đau đến mức chán dị đầy mồ hôi thì anh mới hiểu về thường nghiêm trọng hơn rất nhiều đôi mày kiếm gắt ngao nhíu chặt, sâu trong đáy mắt đã hẳn lên những tia lo lắng xót xa. Anh đưa tay đến muốn chạm vào bàn chân nhỏ nhắn, nhưng sợ cô đau lại không dám chạm vào nữa. Đau lắm sao? Vâng. Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu rồi trả lời, cô mí môi cố gắng chịu đựng cơn đau. Cố gắng một chút nhé, anh đưa em đến bệnh viện bây giờ. Nói rồi, anh bế Hiểu Linh nhanh chóng đi ra xe giúp cô thắt dây an toàn rồi nhẹ nhàng đặt chân bị đau của cô lên đùi của mình. Anh... anh làm gì thế? Em chịu khó ngồi nghiêng sang một chút để chân bị đau lên đùi của anh thế này khi mà xe di chuyển mới không bị động như vậy sẽ đỡ đau hơn. Không được đâu, như vậy mất lịch sự quá. Em đau một chút cũng được mà. Cô định thu chân về thì đã bị bàn tay thon dài của anh tóm lấy bắp chân rồi ngăn lại. Em mà còn cử động nữa Thì đừng trách tôi nặng tay đấy Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trình Kiến Minh Khiến cho cô liền trở nên ngoan ngoãn Cô khẽ mỉm cười Rồi ngồi im để mặc cho anh Muốn làm gì thì làm Bởi vì cô biết rằng chọc giận đại má vương Sẽ phải gánh lấy hậu quả Không hề tốt một chút nào Ngồi trên xe lăn trong phòng chờ chụp ít quang Hiểu Linh vẫn nắm chặt vạt áo Bởi vì chân của cô đau Một phần là bởi vì cô đang lo sợ Sắc mặt của cô đã vô cùng căng thẳng. từ mỗi khi vào trong bệnh viện là cô lại nảy sinh ra rất nhiều sự lo lắng, tâm tình trở nên bất an, mặc dù đã tự trấn an bản thân mình rằng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sẽ không có chuyện gì quá tồi tệ diễn ra, nhưng cô vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mình. Trình Kiến Minh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay trên bàn tay đã lạnh buốt đang nắm chặt vạt áo của Hiểu Linh. Âm thanh trầm ấm, lo lắng vang lên từ khuôn miệng của anh khiến cho cô vơi đi phần nào nỗi sợ. Em vẫn chưa thấy đỡ hơn sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi dương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Em chỉ muốn về nhà thôi. Nhìn nét mặt ủy khuất giống như đứa trẻ, chịu nhiều thiệt thòi của cô gái ngây thơ đối diện, khiến cho trong lòng anh dâng lên cảm giác xót xa. Lát nữa có kết quả chụp x-quang, nếu như không có vấn đề gì nghiêm trọng thì anh sẽ đưa em về nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, lỡ đầu bị tổn thương đến xương, rồi không kịp thời điều trị, có thể ảnh hưởng đến khả năng kết quắc của em, thì biết làm sao chứ? Em không sợ mình sẽ không thể nào thực hiện được ước mơ vĩ đại của mình sao? Đương nhiên là em sợ rồi, nhưng bây giờ có thứ khác còn khiến cho em sợ mất hơn. Là thứ gì thế? Hiểu Linh nhận ra hình như là vừa rồi mình nói hớ hênh quá, thế nên cô bậm môi rồi lắc lắc đầu. Em không nói cho anh biết đâu Cô quay mặt sang hướng khác Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều Không còn căng thẳng nữa Khiến cho tâm tình của Trình Kiến Minh Cũng nhẹ nhõm hơn Được rồi, không nói cũng được Anh giả vờ giận dỗi Thờ ơ trả lời Sau đó thì đứng dậy, xoay lưng đi ra cửa Anh đi đâu thế? Chờ em Thể anh đột nhiên bỏ đi Khiến cho Hiểu Linh hoảng sợ Cô vội vàng đứng dậy cũng may là Trình Kiến Minh kịp thời nhìn thấy đã đỡ lấy cơ thể mảnh mai của cô. Dìu cô tiếp tục ngồi xuống xe lăn. Anh đi tìm bác sĩ xem là có kết quả chưa. Em ở đây chờ anh nhé. Em muốn đi theo anh cơ. Ở đây một mình em sợ lắm. Hay là anh giận em rồi. Anh muốn bỏ em ở đây có đúng không? Rõ ràng là có ý tốt. Muốn đi tìm bác sĩ để hỏi xem kết quả nhanh một chút. Còn đưa cô về sớm nhưng cái đầu nhỏ ngốc nghếch đó lại nghĩ rằng anh nhỏ nhen vì chút giận hờn mà nhẫn tâm bỏ rơi cô. Sức tưởng tượng của Hiểu Linh quả thật là khiến cho anh phải chấp tay bội phục mà. Anh chỉ biết đưa tay đỡ chán, khẽ thở dài trong muôn vàn bất lực, sau đó thì không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đẩy cô ra khỏi phòng bệnh. Thấy anh cứ nín thinh không nói không rằng khiến cho cô càng trỗi dậy nhiều suy nghĩ lo âu. Cứ vài giây cô lại quay ra sau ngước lên nhìn anh rồi không nói gì quay lại làm tới làm lui đến ba lần khiến cho trình kiến minh không nhịn được buộc phải lên tiếng nếu không thì lát nữa lại phải làm thêm một phần kiểm tra xương cổ cho tiểu yêu tình nghịch ngợm này nữa mất yên tâm anh không giận em đâu hiểu linh mím môi mỉm cười cô không ngờ rằng có một ngày được anh nói chuyện ngọt ngào như vậy gần đây anh còn thay đổi cách xương hô chẳng lẽ là anh cũng thích cô rồi sao ở đằng trước Trình Kiến Minh và Hiểu Linh Bác sĩ Tồn cũng đang bước gần đến hai người Trên tay còn cầm theo ảnh ít quang Của Hiểu Linh nữa Tôi muốn đưa cuối về sớm Không biết là kết quả có gì đáng ngại không Xương bàn chân của Trình Phu Nhân đây Không có gì đáng lo Cổ chân chỉ bị chật khớp thôi Chịu khó để tôi nắn lại một chút là tốt rồi Vậy thì phiền anh Làm giúp cho tôi ngay bây giờ Dạ vâng Trình Phu Nhân cô cố gắng chịu đựng một chút nha cô cũng không quá đau đâu hiểu Linh còn chưa kịp tiêu hóa ba từ trình phu nhân thì bàn chân đang đau của cô đã bị nâng lên khiến cho cô nhất thời giật mình đừng sợ nha nắn một chút là sẽ hết đau ngay thôi trình kiến minh ngồi xuống nắm tay của cô rồi dịu dàng trần an trình phu nhân hai người kết hôn được bao lâu rồi nhìn hai người đẹp đôi quá Bác sĩ Tôn vừa chỉnh cổ chân cho Hiểu Linh vừa hỏi chuyện để rồi đi sự chú ý của cô lên động tác anh đang thực hiện. Kết hôn sao? Tôi... Hiểu Linh còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì tiếng sắc sắc của xương đã vang lên khiến cho cô thoáng giật mình. Xong rồi, bây giờ cô thử đứng lên xem đã đỡ đau nhức hơn lúc nãy chưa? Nghe theo lời của bác sĩ, Trình Kiến Minh dìu cô đứng dậy Rời khỏi xe lăn. Cổ chân của cô đã không còn cảm thấy đau dữ dội giống như lúc nãy nữa thì mỉm cười tươi tắn. Đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ, anh giỏi thật đấy. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Đây là trách nhiệm của tôi thôi. Bây giờ hai người có thể về nhà được rồi. Nhưng mà trình phu nhân, cô nên hạn chế đi lại cho đến khi lành hẳn nha. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi... Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng tôi về đây cũng khuya lắm rồi. Bác sĩ Tôn bắt tay với Trình Kiến Minh Rồi cả hai người nhìn nhau cười ôn nhô Sau đó bác sĩ Tôn mới rời đi Nhưng mà chúng tôi không phải là vợ chồng giống như anh nghĩ đâu Bác sĩ, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đáp lại câu hỏi của Hiểu Linh Vẫn là những bước chân đều đều của bác sĩ trẻ tuổi Chiếc áo bờ lù trắng càng ngày càng khuất xa hơn Sao lúc nãy anh không giải thích gì với anh ấy chứ? Trình Kiến Minh khẽ còng môi cười đắc ý rồi điềm nhiên trả lời. Tại sao phải giải thích chứ? Em không muốn làm Trình Phu Nhân sao? Anh lại đùa rồi, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Cô tỏ vẻ không tin tưởng, bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa. Anh đột nhiên ngồi xuống, dùng ngón trỏ đặt lên chiếc cằm thon gọn của Hiểu Linh rồi nhẹ nhàng xoay mặt của cô sang đối diện với mình. Anh không hề nói đùa, Em có muốn làm bạn gái của Trình Kiến Minh không? Hiểu Linh dường như vẫn không tin những gì mà anh vừa nói. Cô che miệng cười khúc khích, rồi cả gan giơ ngón trỏ lên chỉ vào chán của anh. Thôi, đưa em về đi. Em không thích anh đùa mấy chuyện như thế này đâu. Nói bằng miệng không được tin tưởng, vậy thì anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Nghĩ là làm, anh đưa tay ra sau gáy của cô, giữ đầu của cô cố định không cho cô cử động. Rồi nhanh chóng tiến tới, áp đảo đôi môi nhỏ nhắn. Hành động bất ngờ của Trình Kiến Minh khiến cho cả người của cô căng cứng. Đôi mắt biết cười giờ đây đã mở to lên hết cỡ trong kinh ngạc và ngỡ ngàng. Cảm giác ngọt ngào nơi khóe môi từ nụ hôn mà anh mang tới khiến cho trái tim bé nhỏ trong lồng ngực rộn ràng lệch nhịp. Một chút tê giải, một chút đau đau nơi vành môi làm cho cô nhất thời say mê đến mức ngây cả người ra. Đây không phải lần đầu tiên bị anh cưỡng hôn, nhưng ở khoảnh khắc anh trao đến nụ hôn này, cô có thể cảm nhận sự nhẹ nhàng, âu yếm mà anh dành cho cô. Đến khi cô rời đi, Hiểu Linh vẫn còn có chút luyến tiếc. Cô thầm ước gì thời gian có thể dừng lại nơi hai bờ môi chạm vào nhau. Anh sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ một người phụ nữ nào, nếu như đó không phải là người anh yêu. Bây giờ thì em tin anh rồi chứ? Trình Kiến Minh nhẹ nhàng khẳng định với cô thêm một lần nữa, rồi đặt lên trán của cô nụ hôn, thể hiện sự tôn trọng. Sâu xa hơn chính là anh đang muốn ngầm nói với cô rằng, đừng lo lắng gì cả, từ bây giờ đã có anh rồi. Tất cả những hành động, lời nói của anh vừa diễn ra khiến cho Hiểu Linh chưa kịp tin rằng đó là sự thật. Người đàn ông vừa nói yêu cô, vừa hôn cô là người mà có nằm mơ, cô cũng không dám mơ tới, có một ngày anh đón nhận tình cảm của mình. Trong giây phút hồi hộp, xen lẫn bối rối, nhất thời cô vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Thì trước mắt của cô hiện ra một chiếc lắc tay đang đùng đưa trong không gian. Lý Hiểu Linh ngốc nghếch, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Đôi mắt trong sáng nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn của Trình Kiến Minh lúc này đã lòng lành ngần nước. Sự vui mừng, hạnh phúc đã vỡ hòa trong đáy lòng của cô. Đôi môi nhỏ nhắn, khẽ mấp máy. Đây, đây không phải là mơ, đúng không? Đây là thật, thật 100%. Từ bây giờ, em chính là của anh rồi. Anh không cho phép em đến gần bất cứ một người đàn ông nào khác nữa. Anh bật cười, sau đó thì không đợi Hiểu Linh có đồng ý hay không, mà đã nôn nóng đến mức tự tay đeo sợi lắc tinh xảo vào cổ tay trắng nõn nà của cô. Sáng mai, em gọi điện báo với quản lý rồi lịch diễn vài hôm đi. Khi nào chân hết đau thì mới được đi làm đấy Trình Kiến Minh đặt lên mu bàn tay của Hiểu Linh nụ hôn Rồi đứng dậy Chậm rãi để xe lăn đi ra bên ngoài Nhưng mà em Nếu có ai dám nói nặng với em nửa lời Thì em không cần phải làm nữa Về nhà anh nuôi em Cô mỉ môi khẽ cười Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình Lại hân hoan vui sướng Đến cả người lâng lâng như thế này Đúng là không có gì tuyệt vời hơn khi mà trái tim được sưởi ấm, được yêu thương, bảo vệ từ người mình yêu. Làm gì có hương vị nào ngọt ngào hơn hương vị của tình yêu chứ? Không được, em không thích được bao nuôi, mà em thích em sẽ bao nuôi anh cơ. Anh cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày em quang minh chính đại đứng bên cạnh anh mà không một ai dám rẻ biểu hay là khinh khi em nữa. Hai mắt của cô sáng lên khi mà tưởng tượng đến ngày bản thân mình thành công, sau đó thì sánh vai bên anh, trước tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, rồi ngây thơ cất lên câu nói đó, khiến cho Trình Kiến Minh phải bật cười. Đồ ngốc này, anh biết là em mạnh mẽ, em muốn tự lập một mình, anh cũng sẽ luôn ủng hộ, nhưng em không được để cho bản thân mình phải chịu ủy khuất. Anh không cho phép bất cứ ai làm cho người con gái của anh bị tổn thương. Nếu như em có chuyện gì thiệt thòi, thì phải chạy về và nói với anh ngay em nhớ chưa hiểu linh lúc này được đẩy lên đến tận cùng của hạnh phúc sau những câu nói vô cùng yêu chiều của anh nơi khóe môi mềm mại vẫn chưa hề mất đi nụ cười mãn nguyện em biết rồi nếu như có chuyện gì khó khăn thì tiểu bạch thỏ sẽ chạy về để cầu cứu đại ma vương ra tay che chở xin ngài cứ yên tâm được rồi ngoan lắm anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô rồi đẩy xe nhanh hơn một chút ra đến sảnh lớn của bệnh viện, cả hai người bắt gặp xe cấp cứu vừa dừng lại. Trên xe, lần lượt là từng y tá, bác sĩ bước xuống, kế tiếp là người thân của bệnh nhân. Hiểu Linh chợt nhíu mày khi mà trông thấy vóc sáng quen mắt của cô gái vừa ra khỏi chiếc xe cứu thương. Là Hạ Diễm Hoa sao? Tại sao cậu ấy lại... Còn người trên băng ca là Mạc Thiên sao? Sau khi đã xác định chắc chắn, Mạc Thiên chính là người đang nằm trên băng ca, và cô gái mang nét mặt lo lắng đang ở bên cạnh chính là Hạ Diệm Hoa. Hiểu Linh liền cất tiếng gọi. "Diễm Hoa." Thấy Hiểu Linh vội vàng đứng dậy, Trình Kiến Minh liền nhanh tay đỡ cô. Anh khẽ nhíu mày khi mà thấy Hiểu Linh lo lắng cho Mạc Thiên đến mức mà quên luôn cổ chân của mình vẫn còn đang đau nhức. Điều đó trong lòng anh có một chút khó chịu nhưng vẫn dìu cô đi về phía trước. Hiểu Linh Lát nữa mình nói chuyện với cậu sau nha Hạ Diệm Hòa nắm tay của Hiểu Linh Vội vàng nói vài chữ Rồi đi nhanh theo băng ca Đang đẩy Mạc Thiên vào bên trong Cô ấy là gì với em thế Cô ấy là bạn Thanh Mai trúc mã với em từ nhỏ Gần đây em bận rộn nhiều quá Thế nên không về nhà Không biết cô ấy gặp chuyện gì Mà lại đi cùng với Mạc Thiên thế này Vừa rồi anh có thấy sắc mặt của Mạc Thiên rất tệ không Em lo quá anh đưa em vào trong đó với Diễm Hoa nha Muộn lắm rồi Em còn đang bị đau chân thế này Hay là cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã Rồi sáng mai anh đưa em vào thăm anh ta sớm nha Trong tình thế như thế này Hiểu Linh không còn lựa chọn nào khác Lương tâm của cô không cho phép cô bảo vệ Trong khi mà bạn của mình đang gặp chuyện Cô đành ngước lên nhìn Trình Kiến Minh Nét mặt vô cùng bất đắc dĩ Nhỏ giọng nói ra quyết định của mình đôi mắt to tròn còn thoáng hiện ra tia lo âu bởi vì sợ anh sẽ giận dỗi. Nhưng mà em không thể nào bỏ mặc Diễm Hoa một mình được. Biết đâu em có thể vào đó giúp họ chuyện gì thì sao? Nếu như anh thấy mệt thì anh cứ về nghỉ trước đi. Tối nay em phải ở đây cùng với Diễm Hoa rồi. Anh đừng giận em nha. Trình Kiến mình khẽ thở dài, anh cũng đang rơi vào thế lực mất tòng tâm. Ngừng mặt lên nhìn trời, những vì sao tinh tố đang lấp lánh. Vài giây sau anh mới điềm đạm lên tiếng Không phải là anh hẹp hòi Đi so đo gì với cậu ta cả Mà anh chỉ là lo cho Sức khỏe của em thôi Em biết mà Em biết anh lo cho em rồi Cô khẽ mỉm cười dịu dàng Vòng tay qua ôm lấy cơ thể cường tráng Đang đứng sát bên cạnh của mình Nhưng mà dù sao trước đây Em và Mạc Thiên cũng là bạn học của nhau Hơn nữa hiện tại Anh ấy còn là ông chủ thứ hai của em nữa gần đây nhất còn lấy thân mình giúp em thoát khỏi nguy hiểm bây giờ thấy người ta gặp nạn em không thể nào vô tâm mà quay lưng đi được thôi được rồi anh sẽ ở lại với em anh đúng là nhất luôn em yêu anh hiểu lình vui mừng ra mặt cô phấn khích đến nỗi kiểu một chân len chào cho trình kiến minh nụ hôn ngọt ngào tiểu nha đầu này em đúng là nghịch ngợm thật đấy màu ôm cổ anh để anh bế em vào trong nhé Trình Kiến Minh yêu chiều véo trước mũi của Hiểu Linh một cái, rồi nhẹ nhàng bế cô vào bên trong. Hơn nửa đêm, bao trùm trong bệnh viện là một không gian yên tĩnh, hành lang vắng lặng. Ngoại trừ cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu ra, thì không còn một ai khác. Sương rơi xuống vô cùng lạnh lẽo, nhưng riêng Hiểu Linh thì lại cảm thấy không lạnh giá một chút nào, bởi vì cả cơ thể của cô đang được bao phủ bởi ngọn lửa của tình yêu. Nói chính xác hơn, thì sao cô đã được Trình Kiến Minh cuốn gọn trong chiếc áo choàng rộng lớn của anh, một chút sương lạnh ngoài kia không thể nào xâm chiếm vào cơ thể của cô. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, đã thu hút sự chú ý của Diễm Hoa. "Diễm Hoa?" Diễm Hoa đưa tay vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi quay sang nhìn Hiểu Linh đang ngồi trên xe lăn, được một người đàn ông tuấn tú đẩy tới. "Cậu bị làm sao mà phải ngồi xe lăn thế này, Hiểu Linh?" chân của mình bị chật khớp nhưng mà bác sĩ xử lý xong rồi lẽ ra mình có thể tự đi được nhưng anh ấy cứ bắt mình phải ngồi xe lăn hạ diễm hoa lúc này mới quay sang nhìn trình kiến minh anh ấy là đây là trình kiến minh người mà trước đây mình từng kể với cậu đấy nhưng mà bỏ qua chuyện này trước đã diễm hoa mặc thiên bị làm sao thế mặc thiên cả người nồng nặc mùi rượu đến nhà tìm cậu đấy mình nói rằng cậu không có nhà Anh ấy không tin Nên đã tự ý xông vào trong Sau khi mà tìm không thấy cậu Thì đột nhiên anh ấy bật cười Nụ cười lộ rõ ra sự thống khổ đau thương Lúc quay trở ra Thì mình thấy anh ấy bất ngờ ngất xỉu Nên đã gọi xe cấp cứu Đưa anh ấy vào đây Vậy là mọi chuyện vì mình sao Hiểu linh nhất thời sững sờ khi mà nghe xong Hạ Diễm Hoa nói vấn đề của Mạc Thiên cô không nghĩ rằng một người trầm tĩnh lạnh lùng giống như Mạc Thiên lại rơi vào tình trạng suy sụp như thế này. Nhưng là vì chuyện gì khiến cho anh ta lại trở nên khốn đốn như vậy chứ? Cô đâu có làm gì hay là nói gì đó làm tổn thương đến anh đâu. Có lẽ là vì câu nói hôm đó của anh. Hiểu Linh nhíu mày, ngước lên nhìn Trình Kiến Minh. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Hôm mà em uống say, anh đến đưa em về anh ta có ngăn cản anh thì anh nói một câu chắc là vì câu nói đó rồi là câu gì tại sao em không nhớ gì cả anh nói em đã có bạn trai đưa về rồi thế nên không cần thiết phải phiền đến anh ta hạ diệm hòa thay đổi sắc mặt cuối cùng thì cô cũng hiểu ra mọi chuyện rồi người đàn ông mà cô thầm thương nhớ bấy lâu nay hòa già lại yêu bạn thân của cô vì một người không yêu mình mà đến cả bản thân mình cũng không cần đánh mất đi lý trí trưởng trạc của một người đàn ông uy nghiêm và trưởng thành. Lẽ ra ngay lúc này khi mà biết được Hiểu Linh không có tình cảm gì với Mạc Thiên, cô nên vui mới đúng chứ. Nhưng mà tại sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống? Những giọt lệ này là đang buồn cho Mạc Thiên sao? Hiểu Linh lay lay cánh tay của Hạ Diễm Hoa, đôi mắt của cô cũng đã ửng đỏ lên, lòng lành lệ sầu. Diễm Hoa, mình xin lỗi vì đã giấu cậu nha ngay từ đầu thì mình đã biết mặc thiên có tình cảm đặc biệt với mình rồi nhưng mình thề là mình không hề có suy nghĩ gì vượt quá mức tình bạn với anh ấy cả cậu cậu đừng giận mình nha. đồ ngốc này mình giận cậu làm gì chứ mặc thiên yêu cậu nhưng cậu không yêu anh ấy cũng giống như mình yêu anh ấy nhưng mà anh ấy lại không để ý gì đến mình tình yêu chính là một vòng tròn luồn quẩn không lối thoát yêu không yêu hạnh phúc đau khổ Thời gian chính là thứ sẽ cho ta câu trả lời rõ nhất. Chúng ta càng cưỡng cầu thì bản thân chỉ càng thiệt thòi. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ông trời sẽ tự khắc có an bài dành cho riêng mỗi người. Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến thôi. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Những lời mà Diệm Hoa vừa nói ra khiến cho Hiểu Linh thật là bất ngờ. Một cô gái ngây thơ đơn thuần lúc này lại có thể nói ra những suy nghĩ trưởng trạc như vậy. Hiểu Linh lúc này cảm thấy may mắn khi mà có thể kết bạn với một cô gái tốt giống như Hạ Diệm Hoa. Và sâu trong đáy lòng mình, cô đã tự khắc ghi rằng sau này nhất định phải đối xử tốt với người bạn tri kỷ của mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn cậu nha, Diệm Hoa. Cậu nói đúng, hạnh phúc rồi sẽ đến với chúng ta thôi. Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên giường bệnh là chàng trai đang tiểu tụy nằm đó đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu, mí tâm động đậy rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào trong tầm mắt của người đàn ông là ánh đèn sáng chói trên trần nhà. Cả cơ thể cường tráng lúc này trở nên uể oải, mệt mỏi, cứ như là vừa bị rút cạn đi bảy phần sức lực. Mạc Thiên cố gắng ngồi dậy, xung quanh là Hạ Diễm Hoa, Hiểu Linh và Trình Kiến Minh đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Thấy Mạc Thiên tỉnh dậy, trong lòng của Diễm Hoa đã vô cùng phấn khởi, cô muốn đỡ anh ngồi dậy Thế nhưng lại sợ rằng sẽ làm cho anh không vui Đôi tay đưa tới Mà không dám chạm vào người của anh Chỉ có thể lặng lẽ dừng trong không trung Rồi chậm rãi thu về Ánh mắt u buồn của Mạc Thiên Khẽ lướt nhìn qua Hiểu Linh trong giây lát Rồi sau đó lại thay đổi Thành nét lạnh nhạt thở ơ Khi mà chuyển sang Hạ Diễm Hoa Tại sao tôi lại ở đây chứ Anh không nhớ gì sao Anh đến nhà tìm Hiểu Linh Rồi đột nhiên lăn ra ngất xỉu Em phải đưa anh vào đây cấp cứu nhưng anh yên tâm Bác sĩ nói tại vì cơ thể của anh từ lâu đã mệt mỏi Tinh thần lại không tốt Uống quá nhiều rượu Thế nên bị hạ đường huyết Anh chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày Là có thể bình thường rồi Chắc anh đói rồi đúng không Em xuống nhà ăn mua cho anh ít cháo nha Mọi người nói chuyện đi nha Em đi một chút rồi sẽ quay về Chỉ là trả lời câu hỏi của Mạc Thiên thôi Cũng đã khiến cho Diệm Hoa run rẩy Đến mức mà nói chuyện lung tung thành giọng lúc cao lúc thấp. Trước khi rời đi, cô đưa mắt khẽ nhìn qua Hiểu Linh, như muốn nhắn nhủ điều gì đó rồi mới rời đi. Trình Kiến Minh cũng không muốn Hiểu Linh cảm thấy khó xử, trước hai người đàn ông đều yêu mình, thế nên anh cũng rời khỏi đây để cho cô được thoải mái nói chuyện với Mạc Thiên. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại có hai người. Hiểu Linh nhìn vào người đàn ông đang buồn bã ngồi trên giường bệnh cô không muốn ai vì mình mà phải chịu đau buồn hay tổn thương, nhưng mà càng kéo dài thì chỉ khiến cho mọi chuyện dần dần lún sâu và tồi tệ hơn mà thôi. Mặc Thiên, em anh ta thật sự là bạn trai của em sao? Em và Trình Kiến Minh thật ra thì đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng gần đây thôi. Thật sự thì từ lâu em đã nhận ra được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho em rồi nhưng em chỉ có thể xem anh như là một người anh trai tốt tình yêu vốn không thể nào cưỡng cầu hạ diễm hoa cũng yêu anh từ lâu lắm rồi em hy vọng rằng anh có thể chuyển những tình cảm đặc biệt đó dành cho diễm hoa em biết là em không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của anh nhưng nếu như cứ tiếp tục vì em mà dày vào bản thân mình thế này thì không đáng đâu mặc thiên à Từng câu từng chữ của cô là một mũi dao đâm thẳng vào trong trái tim cô đơn của Mạc Thiên. Càng nhận nhiều đau đớn thì trái tim của anh lại càng lạnh lẽo. Trên khóe môi hiện ra nụ cười dễ gợt. Em nói rằng bản thân em không có quyền xen vào chuyện tình cảm cá nhân của anh. Vậy thì em đâu thể nào ngăn cản anh yêu ai chứ? Anh quen biết em từ thời cấp 3. Yêu em từ lúc mà em vẫn còn là một cô gái không có gì nổi bật cho đến tận bây giờ. Tình cảm chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi đi. Còn anh ta chỉ là người đến sau, không chừng là vì nhan sắc của em bây giờ quá đỗi kiều diễm mới khiến cho anh ta nhất thời say đắm mà thôi. Mạc Thiên, cách nói chuyện này không giống như phong thái mọi khi của anh đâu. Anh vẫn chưa chịu hiểu sao?" Cô đứng dậy thì đã bị Mạc Thiên nắm tay rồi kéo ngược trở về, lực kéo của anh quá mạnh khiến cho Hiểu Linh mất đà mà ngã nhào về phía của anh cơ thể mảnh khảnh đã nằm gọn trong vòng tay của Mạc Thiên. Đúng lúc này thì Trình Kiến Minh vào tới nơi, ở phía sau còn có cả Hạ Diệm Hoa. Cả hai người đều sững sờ trước hình ảnh vô cùng gần gũi của Hiểu Linh và Mạc Thiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống còn bây giờ thì tú anh xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo